cho mấy cái nó chạy lại nha, cái massage, bấm massage nó chạy lại. À, bây giờ anh bắn thêm đi, nó tự động nó chờ chứ. Tại vì lúc đầu nó bị nghiêng lên đó, nó bị nghiêng lên, chờ chút đó, giờ nó ok đó. Long gắn lại đi anh, gắn lại cho xả ra. Long gắn vô đi. Long, anh chỉ cho này nè. Nãy khi em gỡ nó ra đó, em dạ. Gắn lại hết luôn nha. Dạ. Trong thôi người ta xả nước ra, nó xả ra sàn đầy. À, ok. Nhớ. My bad. Ừ. Nhớ gắn lại hết. Bye anh Huy. Bye. 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 Anh nào? Bye Huy. Cho mấy người lấy cái thùng sạch cái này là có biết nước hay không đâu ha. Thank you.